quá đẹp các bạn, lời siêu sạch. Em bảo anh đi cái em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay. Các bác để đứng được rồi. Lời nói thoáng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Để dáng nằm như kiểu loa monitor cũng ok. Anh dài thế, không nhìn vào mắt. Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em không. Nghe nó hay quá mà không muốn rút dây loa luôn các bạn. Đôi loa này là đôi loa tồn kho nguyên thùng các bác nhé, có một đôi duy nhất thôi. Đây hộp của nó hôm qua có sách nữa cơ, nhưng mà em vứt đâu rồi em không tìm thấy. Đấy, liên tục công suất liên tục là 150W. Đấy, dòng này có thể các bác có thể làm monitor sân khấu này, dáng là monitor sân khấu này. Và dáng đứng thì nó cũng có cọc treo như bình thường các bác nhá. Đấy, công suất nó ghi là 150W nhưng là công suất thật rồi. Thì vừa giờ em mở thực tế thì nó rất là to mồm luôn các bạn. Đấy, không biết là có họ hàng gì với nhà anh em nhà B3 gì không mà lại cái màu tiêu âm này. Nó không phải là của B3 các bác nhé, nhưng mà nó giống thôi. Của B3 thì nó không tơi này, của B3 thì nó dày hơn, nó dày hơn chứ nó không tơi này. Nhưng mà màu thì giống dã man luôn. Ở đây tép của nó đây các bạn. Tép 30W. Đây là phần âm. Đấy, hàng này thì hàng bãi thì nó phải tầm khoảng 4 triệu hơn 4 triệu các bác nhé. Đấy, cái hàng này em mua tồn kho nó còn nguyên hộp chưa sử dụng nên nó giá nó cao hơn mấy trăm nghìn. Đấy, nhưng mà xứng đáng cái đồng tiền thôi. Từ rất đẹp các bác này. Lời của nó thì vừa giờ các bác đã nghe, các bác mà nghe tai nghe thì các bác sẽ cảm nhận rõ rệt được. Đấy, cái chất âm nó đánh ra rất là đẹp luôn. Giá bán là 5 triệu đồng các bác nhé, 5 triệu. Bác nào mà chuyển khoản em bao ship. Còn ship code thì em không bao ship các bác nhé. Có mỗi đôi đấy, giá rất hợp lý. Anh em nào mà mua về để monitor trên sân khấu rồi. Đấy, những cái dáng mà nó thiết kế vát vát này là đều để làm monitor hết được hết các bác nhé. Đấy, ví dụ như đây cái điện thoại là ca sĩ này, đấy đối diện ca sĩ để ca sĩ nghe cái lời mình hát. Có một đôi thôi, bác nào mua thì gọi điện cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.